Ơi người, anh chụp hình có vẻ nóng vội quá. Hai người hôn nhau. Vâng, xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất nhiều. Thật sự là chú rể đi. Thôi được rồi, nhiều đó được rồi. Vâng, xin được cảm ơn một món quà rất sâu lắng mà chú rể đã dành tặng cho cô dâu trong khoảnh khắc thật là ý nghĩa như thế này.